Nhiều cha mẹ cho thấy con mình có các biểu hiện như biếng ăn, chậm lớn thì liền cho các bé sử dụng men tiêu hóa để cải thiện tình trạng này. Tuy nhiên, phụ huynh cũng cần phải biết cách sử dụng men tiêu hóa cho trẻ, sao cho hợp lý và khoa học, tránh các tác dụng không mong muốn. Hướng dẫn các bậc phụ huynh cách sử dụng men tiêu hóa cho trẻ hợp lý. Tìm hiểu về men tiêu hóa. Men tiêu hóa chính là các enzyme với vai trò chất xúc tác hỗ trợ cho quá trình phân giải, tiêu hóa thức ăn trong đường ruột. Nhờ có men tiêu hóa tác động nên thức ăn của chúng ta thu nạp vào cơ thể sẽ được chia nhỏ ra, liên kết trong thức ăn chuyển thành dạng nhũ tương, khiến cho niêm mạc ruột có thể dễ dàng hấp thu các chất dinh dưỡng từ thức ăn, thẩm thấu vào máu mà đi tới nuôi dưỡng các tế bào, cơ quan khác. Các thực phẩm hàng ngày mà con người tiêu thụ phần lớn là chứa lipid, protein và carbon hydrate. Đây là những thành phần không có khả năng tự hấp thu vào máu mà cần phải có sự tác động của enzyme hoạt tính thì thức ăn mới có thể chuyển hóa thành dưỡng chất phục vụ cho các hoạt động sống của cơ thể. Những cơ quan giữ trọng trách sản xuất men tiêu hóa bao gồm gan, tụy, tuyến nước bọt, dạ dày. Có nhiều loại men tiêu hóa khác nhau, mỗi loại có nhiệm vụ riêng của nó, chẳng hạn như men tiêu hóa protein, men pepsin, chymotrypsin. Trypsin được dùng để phân tán protein trong các thực phẩm thịt, cá, trứng, sữa. Men alpha amylase tiết ra từ tụy và tuyến nước bọt, có chức năng chuyển hóa tinh bột thành đường. Men tiêu hóa mỡ bao gồm muối mật và men lipase sản xuất từ gan. Nếu người bệnh có triệu chứng sợ ăn mỡ, đầy bụng, khó tiêu, đi ngoài váng mỡ thì có khả năng cơ thể đang thiếu hụt men này. Men tiêu hóa chất xơ là các men phytase, hemicellulase, cellulase, beta-glucanase. Phân biệt giữa men tiêu hóa và men vi sinh. Hiện nay có không ít người bị nhầm lẫn giữa các chế phẩm giúp hỗ trợ tiêu hóa và thường coi chúng cái tên là men tiêu hóa. Trên thực tế, chế phẩm này được chia thành hai nhóm với công dụng khác nhau. Do vậy, các bậc cha mẹ cần phải hết sức lưu ý giữa hai khái niệm này trước khi lựa chọn sử dụng cho bé. Cụ thể như men vi sinh, bản chất là các probiotic hay còn gọi là lợi khuẩn cư trú trong hệ thống đường ruột con người. Công dụng chính có tác dụng cân bằng hệ vi sinh đường ruột, ngăn ngừa chứng rối loạn tiêu hóa và các loạn khuẩn phát triển trong đường ruột. Thường được sử dụng khi bé bị đầy hơi, chướng bụng, nôn chớ, biếng ăn, còi cọc, suy dinh dưỡng, tiêu chảy cấp, tiêu chảy kéo dài, không dung nạp được lacto. Thời lượng bổ sung có thể dùng trong khoảng từ 3 đến 6 tháng. Men tiêu hóa bản chất là các protein được tiết ra từ chính các tuyến trong cơ thể. Công dụng chính hỗ trợ quá trình phân giải và hấp thu chất dinh dưỡng từ thức ăn. Thời lượng bổ sung thường được bổ sung trong thời gian dài để ngăn cản quá trình hỗ trợ tiêu hóa. Khoảng 10 đến 15 ngày có thể kéo dài hơn, nhưng cần phải theo hướng dẫn của bác sĩ. Cha mẹ nếu bị nhầm lẫn giữa hai loại men này hoặc không ý thức rõ ràng con mình đang sử dụng loại nào, không những không giúp cải thiện tình trạng biếng ăn mà còn khiến con gặp các tác dụng phụ như mệt mỏi, tiêu chảy cấp hay suy nhược cơ thể. Hướng dẫn cách sử dụng men tiêu hóa cho trẻ hợp lý, hiệu quả để cha mẹ an tâm khi lựa chọn men phù hợp với bé cũng như cách sử dụng sao cho hiệu quả và khoa học. Dưới đây là một số lưu ý giúp cha mẹ tham khảo. Chỉ nên bổ sung men tiêu hóa cho trẻ trong những trường hợp sau: trẻ có hiện tượng giảm tiết dịch tiêu hóa, bệnh nhi mắc các bệnh như viêm dạ dày, thể teo đét, hội chứng giảm toan, thiểu toan trong dạ dày. Lúc này men tiêu hóa cần được bổ sung kịp thời và sẽ phát huy tác dụng tốt. Khi bé gặp một số tình trạng như ăn chậm tiêu, bụng bí bách ẩm ạch, rối loạn tiêu hóa, nếu dùng một chút men tiêu hóa để kích thích phân giải thức ăn cho bé tiêu hóa tốt hơn cũng là một lựa chọn đúng đắn. Trẻ bị biếng ăn, đi ngoài phân sống, suy dinh dưỡng, những trẻ mới ốm dậy, thể chất suy yếu trong những ngày đầu tiên cũng có thể dùng men tiêu hóa để hỗ trợ hoạt động tiêu hóa trở lại làm việc được bình thường, hồi phục sức khỏe nhanh hơn. Các trường hợp không nên sử dụng men tiêu hóa cho trẻ: không nên sử dụng men tiêu hóa cho trẻ dưới 6 tháng tuổi vì trong 6 tháng đầu đời hệ tiêu hóa của bé vẫn chưa được phát triển ổn định. Không nên cho trẻ uống men tiêu hóa trước bữa ăn hoặc sau bữa ăn 2 tiếng đồng hồ. Cách tốt nhất là sử dụng trong bữa ăn hoặc ngay sau bữa ăn. Không nên dùng men tiêu hóa dưới dạng thuốc ở những trẻ bình thường có dấu hiệu biếng ăn do ít có tác dụng. Nếu bắt buộc phải dùng thì cần tuân thủ theo hướng dẫn của bác sĩ. Các trường hợp khác cần tuyệt đối tránh xa men tiêu hóa: trẻ bị tiêu chảy hoặc đi ngoài phân sống kèm theo đau bụng, đi ngoài phân lẫn máu hoặc nôn ra máu, rối loạn tiêu hóa do bỏng axit hoặc do nhiễm độc chất hóa học.
Việc bổ sung một cách dư thừa men tiêu hóa sẽ làm cho các tuyến trở nên lười sản xuất loại men này. Tình trạng này kéo dài dẫn tới giảm khả năng hấp thu các chất dinh dưỡng. Hệ tiêu hóa muốn đình công, cơ thể bé có khả năng suốt đời sẽ phải phụ thuộc vào men tiêu hóa đưa từ bên ngoài vào. Chính vì vậy, nếu phụ huynh muốn cho trẻ sử dụng men tiêu hóa, cần phải có sự hướng dẫn chỉ định từ bác sĩ hoặc dược sĩ chuyên môn và không được tự ý mua cho con sử dụng. Nếu các mẹ có bất kỳ thắc mắc nào, hãy comment ở phía dưới nhé, hoặc gọi vào hotline 0929 197 777 để nhận được tư vấn từ chuyên gia. Nhớ like và subscribe kênh nếu mẹ cảm thấy hay để nhận được nhiều kiến thức bổ ích mỗi ngày.